ôn tập bài 8, Unit 8. Nếu như chúng mình muốn đặt câu hỏi là cô ấy đang làm gì, thì chúng mình sẽ nói là What is she doing? What is she doing? Và chúng mình cũng biết là câu này đang hỏi ở thời điểm hiện tại tiếp diễn, là hoạt động này đang xảy ra. Và chúng mình sẽ trả lời là She's cộng với động từ thêm đuôi ing. Chúng mình thêm đuôi ing này là để nói về cái hoạt động đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Và nếu tương tự là chúng mình muốn hỏi một người nào đấy là bạn đang làm gì thế, thì mình sẽ hỏi là What are you doing? What are you doing? Và cũng tương tự như ở trên thì chúng mình sẽ thay đổi về phần xưng hô ở đằng trước thay là am, và đằng sau cũng vẫn là động từ thêm với đuôi ing. Cô có một vài ví dụ sau cho các con. Ví dụ như với tranh này, mình muốn hỏi là cô ấy đang làm gì? What is she doing? Và như chúng mình cũng thấy là cô ấy đang gì sử dụng máy vi tính, thì chúng mình sẽ trả lời là She's using a computer. She's using a computer. Bạn đang làm gì thế? What are you doing? À, ví dụ như là cô đang xây một mô hình. I'm building a model. I'm building a model. Hay là ví dụ cô nói cô đang vẽ một cây cầu. I'm drawing a bridge. I'm drawing a bridge. À, thế nếu như ảnh này là hỏi, mình hỏi cô ấy đang làm gì thế? What is she doing? À, cô ấy đang gì? Nói chuyện trên điện thoại đúng không? She's talking on the phone. She's talking on the phone. Về nhà các con có thể luyện tập bằng cách là con nhờ bố mẹ hay anh chị của mình hỏi mình những câu hỏi để các con có thể thuần thục hơn trong cách trả lời và nhớ được mẫu câu nhé. Cô và anh sẽ gặp lại các con vào những video sau. Goodbye!